lại có cái chủ đề là tuân thủ điều trị loãng xương dễ mà khó. Nhưng mà lúc nãy thì thầy Chí lại nói là khó, nhưng mà bây giờ mình nếu mình biết cách quan tâm thì mình sẽ biến nó thành dễ. Như vậy thì chúng ta sẽ xem coi là mình có thể là đưa cái việc khó này nó trở thành dễ dàng hay không. Thì cái phần trình bày của tôi gồm có hai nội dung chính. Đầu tiên về tổng quan về loãng xương cũng như là các biện pháp điều trị, và cái phần thứ hai quan trọng hơn đó chính là cái vấn đề tuân thủ điều trị trong cái việc điều trị loãng xương. Đầu tiên là về vấn đề loãng xương thì cái này chúng ta cũng đã biết rất là rõ rồi, đây là một cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa và nó diễn tiến rất là âm thầm, gần như là người bệnh không có triệu chứng gì, và nó đặc trưng bởi cái hai đặc điểm là thứ nhất á, là cái khối lượng xương nó suy giảm, và thứ hai là cái chất lượng xương suy giảm. Và khi cái khối lượng và chất lượng xương suy giảm như thế này thì nó sẽ dẫn đến là người ta sẽ rất là dễ bị gãy xương dù với một cái chấn thương rất là nhẹ. Do đó là trong quá khứ thì cái bệnh này á, người ta chưa có được quan tâm đúng mức, thành ra là thường á, là người bệnh họ chỉ được phát hiện là loãng xương khi họ đã có những cái biến chứng, tức là khi mà họ bị gãy xương rồi thì họ mới biết là họ có loãng xương. Và thậm chí là cũng có rất là nhiều trường hợp mặc dù là đã bị gãy xương rồi nhưng cũng vẫn không có quan tâm đến cái vấn đề loãng xương. Tuy nhiên ngày nay thì chuyên ngành loãng xương nó cũng đã phát triển hơn rất là nhiều, và cũng với những cái chương trình tư vấn, chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng thì người dân cũng như là các bác sĩ về tổng quát cũng đã quan tâm rất là nhiều đến cái việc là tầm soát loãng xương trước khi xảy ra biến chứng và can thiệp, thành ra là cái tỷ lệ gãy xương nó cũng đã giảm đi hơn so với lại trong quá khứ rồi. Và vị trí thường gặp của gãy xương là người ta sẽ gãy ở những cái vùng mà xương nó tập trung nhiều xương sớp, tức là cái vùng cột sống hay là cái vùng cổ xương đùi. Và một khi mà mình đã chẩn đoán một cái bệnh nhân bị loãng xương rồi á, thì cái mục tiêu điều trị đó sẽ là đầu tiên sẽ là giảm gãy xương cũng như là tái gãy xương nếu một người mà họ đã bị gãy xương rồi. Cái con chuột chị có di chuyển được không? Ok. Cái mục tiêu thứ hai, cái mục tiêu đầu tiên rất là quan trọng, đó là giảm gãy xương. Thành ra là cũng có rất là nhiều bệnh nhân người ta sẽ thắc mắc là bác sĩ tôi không có triệu chứng gì hết, rồi bây giờ bác sĩ cho thuốc uống tôi cũng không thấy gì thay đổi hết. Như vậy thì rõ ràng là tôi có đạt được cái mục tiêu điều trị hay không? Thì với cái câu hỏi mà bệnh nhân đặt ra như thế này á, thì đa phần là chúng ta sẽ có những cái dữ liệu, những cái nghiên cứu khoa học để cho thấy rằng là khi mà điều trị thì là người bệnh sẽ giảm được cái nguy cơ gãy xương. Và cái mục tiêu thứ hai nó sẽ là cải thiện cái mật độ xương, tức là mình hy vọng rằng là mình sẽ nâng mật độ xương của bệnh nhân ở cái mức cao hơn, tốt hơn so với lại trước đây, trước khi điều trị. Và tiếp theo nữa là mình sẽ cải thiện cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Cái chất lượng cuộc sống của người bệnh cải thiện khi mà điều trị cái loãng xương nó sẽ dựa vào cái gì? Tức là người ta sẽ bớt đi những cái triệu chứng nếu mà có, và người ta dự phòng được gãy xương thì nó sẽ cải thiện được cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Và để điều trị loãng xương thì cũng có nhiều thuốc để mà điều trị, thì tụ trung các nhóm thuốc nó sẽ tập trung vào hai cái yếu tố, hai cái cơ chế chính, tức là một cái nhóm thuốc á, là nó chống cái tình trạng hủy xương đi để cái xương mình nó ít bị mất hơn so với bình thường, và một cái nhóm thuốc thứ hai là cái nhóm tăng tạo xương để tạo ra cái khối lượng xương mới nhiều hơn, và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái mật độ xương của người bệnh tăng lên, và như vậy thì sẽ giảm được cái nguy cơ mà gãy xương. Và cái thuốc tăng tạo xương á, thì đa phần là nó dạng giống như là hormone tiến cận giáp. Còn cái thuốc chống hủy xương á, thì có nhiều nhóm. Ở đây chúng ta có thể thấy là có bisphosphonate, có denosumab, có những cái chất điều hòa chọn lọc thụ thể estrogen. Và ngày nay thì cũng có cái nhóm thuốc mới đó là romosozumab. Thì cái phần những cái nhóm thuốc này, một chút nữa chúng ta sẽ nghe phần trình bày rất là rõ ràng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nguyễn Đăng Trang, một chuyên gia về dược. Và đây là cái bảng mà người ta tổng kết lại cái hiệu quả mà ngăn ngừa gãy xương của các nhóm thuốc chống loãng xương. Ở đây chúng ta có thể thấy có canxi, có vitamin D, có các thuốc nhóm bisphosphonate, từ thuốc dạng uống cho đến uống mỗi tuần một lần, cho đến uống mỗi tháng một lần, cho đến cái zoleronate là truyền tĩnh mạch mỗi năm một lần, rồi có denosumab, rồi có hormone tiến cận giáp, rồi có những cái sản phẩm chế phẩm khác. Thì ở đây nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng là đa phần
Ngoài trừ cái canxi vitamin D thì những cái nhóm thuốc khác thì nó đều có cái vai trò trong cái dự phòng gãy xương đốt sống nè, gãy cổ xương đùi cũng như là gãy xương ngoài đốt sống. Và để mà điều trị thì đây là cái khuyến cáo điều trị loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh theo Hiệp hội Nội tiết Hoa Kỳ năm 2020 và cũng có cập nhật gần đây thì nó cũng tương đối là mới. Thì đối với lại một bệnh nhân khi mà chúng ta chẩn đoán xác định rằng là cái người bệnh này họ bị loãng xương dựa vào cái trị số T-score hoặc dựa vào đánh giá các nguy cơ thì lúc đó các bác sĩ sẽ đánh giá xem coi là người bệnh này họ có những cái nguyên nhân gây loãng xương thứ phát hay không và nếu như mà có loãng xương thứ phát thì chúng ta sẽ xử trí cái nguyên nhân thứ phát đó, ví dụ những cái tình trạng mà có khối u hay là có cường tuyến cận giáp vân vân. Còn nếu như trong trường hợp mà không có loãng xương thứ phát, mình kết luận rằng đây là một cái bệnh lý loãng xương nguyên phát thì khi đó là các bác sĩ sẽ áp dụng cái biện pháp không dùng thuốc là dự phòng té ngã, tập vận động, rồi giảm bia rượu, thuốc lá vân vân, bổ sung canxi, vitamin D, rồi bắt đầu là sẽ quyết định xem là cái việc điều trị bằng thuốc. Thì lúc đó người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ chia ra cái nhóm bệnh nhân này thành hai cái nhóm nguy cơ. Tức là một khi mà bệnh nhân bị loãng xương rồi á, thì ở đây các anh chị sẽ thấy là có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Như vậy thì các anh chị sẽ thắc mắc rằng là như vậy thì cái nhóm nào là nguy cơ thấp? Thì xin thưa rằng là nguy cơ thấp là những cái bệnh nhân mà không có loãng xương. Còn ở đây cái đầu vào của chúng ta là những bệnh nhân đã bị loãng xương rồi, thành ra là những cái nhóm này chính là những người có nguy cơ cao hoặc là rất cao với gãy xương mà thôi. Thì mình sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm là nguy cơ cao và không có kèm theo gãy xương trước đó, còn một cái nhóm thứ hai là nếu như đã có gãy xương trước đó rồi mà mình chẩn đoán là loãng xương thì mình sẽ xếp vào nhóm cái nguy cơ rất cao, hoặc là những cái người mà họ loãng xương nhưng mà tuổi họ rất là cao tuổi nè, hoặc là họ có tình trạng suy yếu nè, hoặc là họ có sử dụng glucocorticoid kéo dài nè, hoặc là họ có cái nguy cơ té ngã cao và hoặc là cái chỉ số T-score của họ rất là thấp. Thì lúc đó chúng ta sẽ phân nhóm thành nguy cơ rất cao. Và ở hai nhóm này, cái lựa chọn điều trị nó có vẻ là nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Đầu tiên, đối với lại cái nhóm mà chưa có từng gãy xương trước đó, hoặc là cái nhóm mà chúng ta không thấy là nguy cơ rất cao á, thì những cái liệu pháp này chúng ta có thể chỉ lựa chọn cho người bệnh. Tức là chúng ta có thể cho người bệnh uống alendronate, có thể tiêm denosumab, có thể uống ricinonate, hoặc là có thể truyền zoledronate mỗi năm một lần đều được. Thì những cái biện pháp này là những cái lựa chọn mà có thể là ngang hàng nhau. Có nghĩa là chúng ta không có ưu tiên một cái nhóm thuốc nào mà mình sẽ lựa chọn tùy theo nhu cầu của bệnh nhân, tùy theo cái khả năng kinh tế của bệnh nhân, tùy theo cái bệnh nền mà bệnh nhân mắc phải để mà mình lựa chọn một cái thuốc nó phù hợp nhất cho người bệnh. Và sau khi điều trị thì mình sẽ đánh giá lại cái mức độ đáp ứng cũng như là cái nguy cơ gãy xương mỗi năm. Và nếu như mình đo mật độ xương lại mà mình thấy mật độ xương nó tăng hoặc là nó ổn định, nó không bị giảm thêm và bệnh nhân không có gãy xương thì chúng ta sẽ duy trì cái thuốc điều trị này. Tức là đối với lại thuốc uống á, thì là mình có thể là kéo dài khoảng 5 năm. Còn đối với thuốc truyền tĩnh mạch á, thì mình sẽ kéo dài khoảng 3 năm, tức là mình truyền 3 đợt và sau đó là mình sẽ cho người bệnh ngưng rồi đánh giá lại. Còn đối với những cái trường hợp mà sau khi mình điều trị cái nhóm thuốc này rồi mà mình thấy là bệnh nhân có xuất hiện là gãy xương hoặc là bệnh nhân có cái đo mật độ xương thấy tiến triển mất xương nhiều hơn thì khi đó mình phải xem lại cái vấn đề là người bệnh họ có tuân thủ điều trị hay không, họ có dùng thuốc đúng theo cái chỉ định của bác sĩ hay không, và mình lại đánh giá lại xem là mình có bỏ sót cái nguyên nhân mà gây loãng xương thứ phát hay không, cũng như là những cái yếu tố nào mà làm cho người bệnh không có đáp ứng được tối ưu. Và nếu như mình đã loại trừ hết tất cả những yếu tố này, có nghĩa là người bệnh họ tuân thủ điều trị rất là tốt, họ không có nguyên nhân gây loãng xương thứ phát, cũng như là họ không có những cái yếu tố mà làm giảm đi cái hiệu quả điều trị đó, thì cái mật độ xương nó vẫn giảm hoặc là bệnh nhân có gãy xương, thì khi đó mình sẽ phải cân nhắc là mình sẽ đổi sang một thuốc khác. Ví dụ như nếu như người bệnh mà đang sử dụng thuốc bisphosphonate đường uống thì chúng ta sẽ chuyển sang thuốc đường tĩnh mạch, hoặc là nếu bệnh nhân đang sử dụng thuốc đường tĩnh mạch thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm mà hormone tuyến cận giáp hay là ronosuzumab hay là denosumab vân vân, và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại đánh giá như lúc đầu. Còn đối với lại cái nhóm thứ hai, tức là những cái người mà chúng ta chẩn đoán là loãng xương nhưng mà người ta đã có gãy xương trước đó rồi, hoặc là người ta có những cái yếu tố mà để chúng ta phân loại là
cái nguy cơ rất cao của gãy xương, thì khi đó đó mình lựa chọn ưu tiên á, là ở đây quý đồng nghiệp chúng ta sẽ lựa chọn là hormone tuyến cận giáp nè, hoặc là denosumab nè, hoặc là zoleronat. Thì ở đây quý đồng nghiệp sẽ thấy rằng là tất cả những cái nhóm thuốc đầu tiên này thì nó không có mặt tại thị trường Việt Nam, và chúng ta chỉ có zoleronat mà thôi. Và như vậy thì đối với lại những người bệnh mà chẩn đoán là loãng xương mà có kèm theo gãy xương trước đó, hoặc là chúng ta phân loại là nguy cơ rất cao, tức là những người cao tuổi, những người có chỉ số T-score rất là thấp, những người có nguy cơ té ngã cao, những người suy yếu, những người có sử dụng corticoid vân vân, thì khi đó cái lựa chọn đầu của chúng ta sẽ là zoleronat, chứ chúng ta sẽ không có lựa chọn thuốc uống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà người bệnh họ không thể sử dụng được thì mình có thể lựa chọn thay thế bằng alendronate uống, nhưng mà cái hiệu quả thì nó sẽ không có bằng. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ đánh giá lại cái đáp ứng của bệnh nhân cũng như là cái nguy cơ gãy xương mỗi năm sau cái thời gian mà điều trị. Và nếu như bệnh nhân đang điều trị bằng denosumab thì chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi nào mà bệnh nhân đủ cái thời gian điều trị. Còn cái romosozumab thì mình sẽ điều trị 1 năm. Còn cái hormone tuyến cận giáp thì chúng ta sẽ điều trị 2 năm. Còn đối với lại zoleronat á, thì nếu mà ổn định thì chúng ta sẽ duy trì và tiếp tục cái việc điều trị này cho đến 6 năm. Và như vậy thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ khác so với lại cái nhóm mà không có gãy xương, hoặc là cái nhóm mà nguy cơ không có cao, tức là cái thời gian điều trị chỉ là 3 năm thôi. Nhưng mà đối với cái nhóm này thì cái thời gian điều trị nó sẽ kéo dài hơn. Còn trong trường hợp mà người bệnh có tiến triển mất xương hoặc là có gãy xương thêm thì khi đó chúng ta sẽ cân nhắc chuyển đổi cái điều trị này. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Hiệp hội Nội tiết Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản khuyến cáo rất là dễ để mà áp dụng cũng như là để mà theo dõi cho người bệnh. Và cái thời gian điều trị thì tôi cũng xin nhắc lại là tùy theo cái những bệnh nhân, tùy theo cái nguy cơ mà cái thời gian điều trị nó sẽ khác nhau. Thì trung bình đối với lại thuốc uống chúng ta sẽ sử dụng khoảng 5 năm, và một số nghiên cứu sau này thì cho rằng là có thể kéo dài lên 10 năm đối với những trường hợp mà nguy cơ rất là cao. Còn đối với thuốc truyền á, thì đối với những cái nhóm mà nguy cơ thấp thì chúng ta cái nguy cơ cao á, thì chúng ta sẽ cái thời gian điều trị là 3 năm. Nhưng mà đối với cái nhóm mà nguy cơ rất cao thì thời gian điều trị sẽ kéo dài lên là 6 năm. Và sau cái giai đoạn đó thì chúng ta lại cũng quay trở lại đánh giá nguy cơ tiếp theo như cái khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết Hoa Kỳ. Và rõ ràng thì tình hình là các thuốc tại Việt Nam trong điều trị loãng xương thì rõ ràng các anh chị sẽ thấy rằng là chỉ có cái nhóm bifosfonat mà thôi, còn denosumab, hormone tuyến cận giáp hay là romosozumab thì hiện nay chưa có mặt trên thị trường Việt Nam. Do đó cái lựa chọn điều trị chủ yếu của chúng ta vẫn là lựa chọn giữa cái thuốc bifosfonat mà dạng uống hay là bifosfonat dạng truyền. Thì cái lựa chọn này nó sẽ theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết Hoa Kỳ như tôi đã trình bày. Bên cạnh đó chúng ta sẽ phối hợp thêm những cái yếu tố khác thuộc về bệnh nhân. Ví dụ như là mong muốn của bệnh nhân là gì, bệnh nền mắc kẹt, và cái tình hình mà thuốc sẵn có tại cái cơ sở của mình, thì khi đó mình sẽ lựa chọn giữa thuốc uống hay là thuốc truyền cho người bệnh. Mình sẽ chọn ra thuốc nào mà mình thấy rằng là cái hiệu quả nó sẽ tốt nhất, nhưng mà nó lại ít tác dụng phụ nhất cho người bệnh, và nó sẽ đạt được cái tuân thủ điều trị tốt nhất. Và như vậy thì tại sao lúc nãy chúng ta cũng nghe thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Trí cũng nhắc về cái vấn đề là tuân thủ điều trị, và trong cái phần trình bày này thì tôi cũng lại nhấn mạnh đến cái tuân thủ điều trị. Như vậy thì cái tuân thủ điều trị trong điều trị loãng xương nó có cái vai trò như thế nào? Đây là một cái phân tích mà người ta tổng hợp trên rất là nhiều những cái thuốc điều trị loãng xương. Ở đây các anh chị có thể thấy là có denosumab, có bifosfonat uống, có bifosfonat dạng truyền, có hormone tuyến cận giáp, có những cái chất điều hòa chọn lọc thụ thể estrogen. Cái thời gian theo dõi là 6 năm. Thì ở đây quý đồng nghiệp sẽ nhìn thấy rằng là gần như là người bệnh họ chỉ duy trì điều trị ở cái mức mà tương đối tốt trong vòng khoảng 2 năm đầu, và sau đó cái việc mà điều trị duy trì á, nó sẽ giảm đi rất là đáng kể. Ví dụ như là trong đây mình sẽ thấy là denosumab á, là sau 2 năm thì cái tỷ lệ mà duy trì điều trị nó chỉ còn có khoảng 50% thôi. Còn đối với lại các nhóm thuốc bifosfonat thì cái tỷ lệ mà duy trì điều trị sau 2 năm nó chỉ còn có 20% thôi. Và cái có rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến cái việc mà tại sao người bệnh họ lại không có duy trì điều trị. Ở đây chúng ta sẽ nhìn vào đây, mình sẽ thấy đây là một cái phân tích gộp, người ta đánh giá một cái gọi là dữ liệu đời thực về cái vấn đề tuân thủ điều trị của những cái bệnh nhân loãng xương. Thì người ta thấy rằng là
so với lại những cái kết quả mà nghiên cứu đã công bố thì thực tế ra là bệnh nhân thực tế cái tỷ lệ tuân thủ điều trị nó còn thấp hơn so với lại các nghiên cứu đã công bố. À, lý do tại sao? Tại vì là trong các nghiên cứu thì là bệnh nhân sẽ được theo dõi sát hơn, họ sẽ có động lực hơn bởi vì là họ được nhắc nhở, họ được theo dõi. Còn trong những cái trường hợp khác á, thì người bệnh họ tự đánh giá, thì cái việc mà họ tự đánh giá nó sẽ không có chính xác lắm, và khi đó là họ sẽ không có đảm bảo được cái việc là duy trì điều trị. Và ở đây chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng là mặc dù là cái thuốc bifosphonate dạng truyền tĩnh mạch á, thì nó sẽ giúp cho người bệnh tuân thủ điều trị tốt hơn so với lại thuốc uống, tuy nhiên vẫn có một cái tỷ lệ nhỏ khoảng 20% những bệnh nhân họ sẽ không có tuân thủ điều trị đối với lại thuốc truyền tĩnh mạch. Lý do tại sao? Ví dụ như là giai đoạn đầu, khi mà họ mới truyền một cái liều đầu tiên, họ bị cái phản ứng pha cấp và họ rất là sợ, coi như họ truyền một lần xong là họ say goodbye luôn, họ không dám quay lại truyền lần thứ hai, mặc dù là các bác sĩ đã giải thích rằng là chỉ có lần đầu là bị như vậy thôi và những lần sau cái tác dụng phụ nó sẽ giảm đi, nhưng mà bệnh nhân họ vẫn rất là sợ và họ vẫn không có chịu truyền tiếp theo, hoặc là họ bị những cái tác dụng phụ khác. Rồi bên cạnh đó thì họ có những cái bệnh lý đồng mắt làm ngăn cản cái việc mà họ quan tâm đến cái điều trị loãng xương. Rồi cái tuổi cao cũng là một cái vấn đề làm cho các bác sĩ rất là quan ngại. Mặc dù đó không phải là một cái chống chỉ định, nhưng mà đối với những người mà rất cao tuổi, ví dụ như là trên 85 hay trên 90 tuổi đi, mặc dù là cái kỳ vọng sống của người ta còn tương đối là tốt và họ rất là khỏe, nhưng mà các bác sĩ vẫn rất là ngần ngại khi mà truyền thuốc loãng xương cho những cái đối tượng bệnh nhân này, và dẫn đến là rõ ràng là mặc dù là thuốc truyền thì có cái tỷ lệ tuân thủ điều trị cao hơn so với lại thuốc uống, nhưng mà cuối cùng vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân họ sẽ không có tuân thủ điều trị mặc dù là đối với lại thuốc truyền. Và bên cạnh cái việc mà cái ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị đó, thì người ta còn thấy rằng là những cái người mà họ tuân thủ điều trị tốt á, thì cái tỷ lệ tử vong của họ sẽ thấp hơn so với lại những cái người mà không có tuân thủ điều trị. Bên cạnh cái việc hiệu quả điều trị, bên cạnh cái việc là giảm cái tỷ lệ tử vong, thì một cái điều rất là gọi là nhiều khi các bác sĩ sẽ không có quan tâm, tức là người ta thấy rằng là nếu như người bệnh mà không tuân thủ điều trị đi, thì cái chi phí mà do cái vấn đề không tuân thủ điều trị nó sẽ gia tăng rất là cao. Và ở đây người ta làm những cái khảo sát về cái chi phí mà do không tuân thủ điều trị của những cái nhóm bệnh lý khác nhau, ví dụ như là bệnh tim mạch nè, bệnh đái tháo đường, hay là những cái bệnh lý về tâm thần kinh, thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái chi phí mà do không tuân thủ điều trị của bệnh lý loãng xương nó lại cao hơn so với lại những cái bệnh lý khác, ví dụ như là đái tháo đường hay là tim mạch. Bởi vì là khi mà không tuân thủ điều trị thì nó sẽ dẫn đến giảm cái hiệu quả điều trị, nó sẽ làm gia tăng cái biến chứng và nó làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong, và do đó cái chi phí này nó cao hơn rất là nhiều. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là trong cái vấn đề mà loãng xương á, thì cái việc mà tầm soát nó đã quan trọng rồi, tức là tầm soát để phát hiện bệnh nhân chưa gãy xương, để điều trị để mà dự phòng gãy xương, hoặc là đối với những bệnh nhân đã gãy xương rồi thì tầm soát để mà chẩn đoán, để mà điều trị, để dự phòng tái gãy xương. Nhưng mà người ta thấy rằng là cái giai đoạn sau đó nó còn quan trọng hơn, tức là ngoài cái việc chẩn đoán, ngoài cái việc điều trị thì á, mình vẫn phải theo dõi bệnh nhân và phải gọi là khuyến nghị bệnh nhân là tuân thủ điều trị tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc tuân thủ điều trị này nó không những là giúp đạt những cái hiệu quả điều trị, tức là giảm cái nguy cơ gãy xương, tăng mật độ xương, giảm tử vong, giảm tàn phế, mà bên cạnh đó thì nó còn làm giảm cái chi phí của việc điều trị và làm giảm cái gánh nặng y tế. Và như vậy thì quý đồng nghiệp sẽ thắc mắc là tại sao đối với lại bệnh lý tim mạch, đối với bệnh đái tháo đường thì bệnh nhân người ta sẽ dùng thuốc rất là đều và người ta sẽ rất là quan tâm đến cái việc tuân thủ điều trị. Tuy nhiên đối với bệnh lý loãng xương thì người ta lại ngưng điều trị, người ta lại không có quan tâm. Thì người ta chia ra thành các nhóm thuốc. Đây là một cái nghiên cứu công bố cũng trong cái thời gian trước á, thì người ta gom lại tất cả các nhóm thuốc, thì có những cái lý do chính sau đây làm cho cái bệnh nhân loãng xương á, người ta sẽ không quan tâm đến cái việc điều trị. Rồi trong đó người ta sẽ chia ra thành từng cái nhóm thuốc nhỏ. Ví dụ đối với lại cái nhóm chung á, thì đầu tiên cái mà người ta quan trọng nhất á, là người bệnh họ không có niềm tin, tức là bởi vì là họ không có triệu chứng và khi họ sử dụng thuốc thì họ cũng không thấy một cái gì thay đổi hết, và họ hỏi là vậy là thuốc này nó có hiệu quả không bác sĩ, tôi uống có tác dụng gì hay không. Và gần như là người ta cảm thấy là khi mà mình điều tra đó thì bệnh nhân sẽ không có cái động lực để mà sử dụng thuốc.
Rồi bên cạnh đó đó thì người ta lại thấy là cái chi phí điều trị cũng là một phần, rồi những cái vấn đề sức khỏe, ví dụ như là người bệnh họ có những cái bệnh lý về trào ngược dạ dày thực quản kèm theo, họ không sử dụng thuốc được vân vân, rồi những cái vấn đề về điều trị liên quan điều trị khác. Và nếu mà tính riêng từng nhóm thuốc, ví dụ như là đối với lại alendronate mà dạng uống đi, thì người bệnh họ sẽ ngưng điều trị là bởi vì những cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Đối với lại dạng truyền á, thì đôi khi là người ta sẽ sợ vì cái phản ứng pha cấp ban đầu vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cái lý do để mà một bệnh nhân loãng xương họ sẽ không có tuân thủ điều trị. Như vậy thì rõ ràng mình sẽ chia ra cái việc mà không tuân thủ điều trị của bệnh nhân loãng xương á, không phải là chỉ là vì bệnh nhân không đâu. Và chúng ta hay đổ thừa là tôi cho thuốc rồi nhưng mà bà không uống, bà phải lãnh cái hậu quả đó đi tại vì bà không tuân thủ điều trị. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cái vấn đề mà từ bệnh nhân á, nó chỉ là một phần thôi, và còn nhiều những cái vấn đề khác, ví dụ như là bệnh nhân có bệnh lý đồng mắt, rồi cái tác dụng phụ của thuốc, rồi về hệ thống y tế kinh tế xã hội. Ví dụ như một bệnh nhân họ sử dụng thuốc đường uống nhưng mà họ cứ bị tác dụng phụ về cái vấn đề mà dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, họ không sử dụng đường uống được, nhưng mà tại cơ sở đó thì lại không có thuốc dạng đường truyền, thì họ không thể nào tiếp cận được cái việc này, và do đó dẫn đến là họ sẽ ngưng điều trị. Và như vậy thì cái lỗi nó không phải nằm ở bệnh nhân, mà rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân nó sẽ tùy thuộc vào bốn cái yếu tố chính. Thứ nhất là từ bản thân bệnh nhân, từ cái phương pháp điều trị, từ những cái bệnh lý liên quan, từ cả bác sĩ, từ cả hệ thống y tế. Và để mà đảm bảo cái vấn đề này thì nó sẽ không phải là dễ dàng. Do đó mình mới thấy là cái tuân thủ điều trị loãng xương, tuy mình thấy mình cứ tưởng là ô, bác sĩ cho thuốc thì bệnh nhân cứ uống thôi, cứ nghĩ là nó rất là dễ, nhưng mà thực sự là nó sẽ không phải dễ đối với tình hình y tế, đặc biệt là y tế của Việt Nam. Như vậy thì làm sao các bác sĩ giúp cho bệnh nhân tăng cao cái tuân thủ điều trị đối với bệnh lý loãng xương này? Thì cái quan trọng đầu tiên nhất là các bác sĩ phải giải thích để cho người bệnh hiểu rõ về cái bệnh này. Tức là họ phải hiểu rằng là đây là bệnh không có triệu chứng, và khi mình điều trị á, thì mình cũng sẽ cảm thấy là không có một cái sự thay đổi trong những cái triệu chứng của mình. Nhưng mà nó sẽ có cái hiệu quả là giúp cho người bệnh là giảm cái nguy cơ gãy xương đi. Rồi cái thời gian điều trị là bao lâu? Tại vì đôi khi người ta cứ tưởng là uống một lần là thôi. Do đó tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng tôi có hệ thống phần mềm và mình sẽ cài đặt sẵn luôn là đối với những bệnh nhân mà loãng xương á, thì khi mà kê toa cho bệnh nhân thì sẽ ghi cái câu là thời gian điều trị từ 3 đến 5 năm tùy theo khuyến cáo của bác sĩ, để mà bệnh nhân họ về họ đọc thì họ sẽ hiểu rằng là cái lần này không phải là một cái lần điều trị duy nhất mà mình phải tái khám để mà mình uống thuốc theo đúng cái thời gian của bác sĩ. Thì nhờ những cái câu mà ghi như vậy thì bệnh nhân vẫn gọi là tăng cái sự tuân thủ điều trị, họ quay lại tái khám mặc dù là họ không có một cái triệu chứng gì thay đổi khi mà họ điều trị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi lại cũng phối hợp với lại công ty Sando cũng như là các công ty khác để mà đưa ra những cái chương trình về tư vấn cũng như là những cái tờ brochure để hướng dẫn người bệnh hiểu thêm. Tại vì đôi khi là trong một cái buổi khám bệnh mình không có đủ thời gian để mà tư vấn hết cho người bệnh, thì chúng tôi sẽ phát những cái quyển sổ tay này để cho người bệnh về đọc và làm thêm những cái chương trình tư vấn để mà người bệnh họ hiểu rõ hơn về cái triệu chứng, về cái chẩn đoán, về các phương pháp điều trị, về thời gian điều trị, về cái sự quan trọng của cái việc tuân thủ điều trị. Thì mình phải làm rất là nhiều những cái vấn đề như vậy. Bên cạnh đó thì người ta cũng khuyến cáo rằng là cái việc mà thuốc sử dụng á, nó cũng phải đơn giản hơn. Ví dụ như là ngày xưa các anh chị sẽ thấy rằng là thuốc có thể là uống mỗi ngày một lần, nhưng mà sau này người ta muốn tạo sự đơn giản hơn, người ta bào chế ra thuốc là uống mỗi tuần một lần, rồi sau đó lại có những cái thuốc là uống mỗi tháng một lần, rồi lại có thuốc á, là truyền tĩnh mạch mỗi năm một lần. Và khi mà mình tư vấn như vậy thì bệnh nhân có rất là nhiều lựa chọn, và người ta chỉ cần nghe là truyền tĩnh mạch một lần nhưng mà cả một năm thì không cần phải dùng thuốc bifosphonate thì họ cũng rất là mừng, và họ cũng rất là nhiều bệnh nhân họ lựa chọn cái phương pháp điều trị này. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái hình, lúc nãy là cái bảng mà tôi vẽ ra lại từ cái hình này, thì rõ ràng các anh chị sẽ thấy là của quốc tế người ta cũng giống như cái tình hình của Việt Nam mình, cũng cũng có những cái vấn đề là không có tuân thủ điều trị do những cái lý do đó. Thành ra là vẫn có những cái nghiên cứu để khảo sát coi lý do tại sao bệnh nhân lại bỏ trị, lý do tại sao bệnh nhân không tuân thủ điều trị. Và rõ ràng tất cả những cái yếu tố mà nó làm cho người bệnh không tuân thủ điều trị không phải lỗi chỉ từ một mình bệnh nhân không,
mà rất là nhiều vấn đề, và bác sĩ của chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong đó, hệ thống y tế của chúng ta cũng có một phần vai trò và trách nhiệm trong đó. Thành ra là mình sẽ làm sao để cho người bệnh họ cố gắng, từ phía người bệnh họ cải thiện nhiều hơn, rồi từ phía bác sĩ mình cũng sẽ tư vấn cho bệnh nhân để cho mà bệnh nhân cải thiện cái sự tuân thủ điều trị. Còn những cái chính sách y tế vĩ mô thì hy vọng rằng là trong tương lai dần dần nó sẽ thay đổi, để mà những cái việc điều trị này nó sẽ đơn giản hơn và nó đạt được cái hiệu quả hơn cho người bệnh. Và nhìn vào đây là một cái sơ đồ tóm tắt lại một cái bệnh nhân, hành trình của một bệnh nhân từ lúc ban đầu cho đến khi chẩn đoán và cho đến khi điều trị để mà giảm những cái nguy cơ về gãy xương. Thì rõ ràng ở đây là dựa vào những cái bệnh sử, dựa vào những cái xét nghiệm cận lâm sàng, và sau đó là đo mật độ xương, chẩn đoán, rồi cho thuốc điều trị. Rồi trong đây có một phần rất là quan trọng, đó là đánh giá cái sự tuân thủ điều trị của người bệnh, nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng trong điều trị loãng xương. Thì mong rằng là quý đồng nghiệp chúng ta sẽ không quên cái vấn đề này, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là kê thuốc cho người bệnh một lần rồi xong, mà chúng ta sẽ phải theo dõi làm sao để mà người bệnh họ có thể là đảm bảo được cái thời gian điều trị theo khuyến cáo để mà đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Và tôi xin kết luận lại cái phần trình bày của mình. Loãng xương rõ ràng là một cái bệnh lý rất là thường gặp, và ngày nay các bác sĩ cũng như người bệnh đã quan tâm hơn rất là nhiều rồi. Họ không để cho đến khi gãy xương rồi họ mới được chẩn đoán loãng xương, mà người bệnh đã có cái suy nghĩ là cần phải đi tầm soát để xem là mình có bị loãng xương hay không, và các bác sĩ cũng đã cho cái chỉ định tầm soát cho nhiều bệnh nhân mà có chỉ định. Tuy nhiên cái việc điều trị của người bệnh đó thì mặc dù là có nhiều thuốc nhưng mà cái tuân thủ điều trị thì nó vẫn còn rất là thấp. Do đó là làm sao mà chúng ta sẽ phải áp dụng nhiều biện pháp để giúp cho bệnh nhân của mình tuân thủ điều trị để đạt được cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Phần trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe ạ. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ.